Xin chào các bạn, mình là Y Di Sử. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cách mạng tháng 8 năm 1945, sự kiện vĩ đại của lịch sử dân tộc. Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn cuối. Hồng quân Xô Viết liên tiếp giành thắng lợi quyết định trên chiến trường châu Âu, giải phóng một loạt nước và tiến thẳng vào sao huyệt phát xít Đức tại Berlin. Ngày 9 tháng 5 năm 1945, phát xít Đức đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh kết thúc ở châu Âu. Ngày 8 tháng 8 năm 1945, Hồng quân Liên Xô tiến công như vũ bão vào quân đội Nhật. Ngày 14 tháng 8 năm 1945, phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện. Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc. Theo thỏa thuận của các nước đồng minh, sau khi phát xít Nhật đầu hàng, quân đội Anh và Tưởng sẽ vào Đông Dương để giải giáp quân đội Nhật. Trong khi đó, thực dân Pháp lăm le dựa vào đồng minh hòng khôi phục địa vị thống trị của mình. Đế quốc Mỹ đứng sau các thế lực này cũng sẵn sàng can thiệp vào Đông Dương. Những phần tử phản động, ngoan cố trong chính quyền tay sai của Nhật đang âm mưu thay thầy đổi chủ, chống lại cách mạng. Trước sự chuyển biến mau lẹ của bối cảnh trong nước và quốc tế có lợi cho cách mạng Việt Nam, ngày 9 tháng 3 năm 1945, phát xít Nhật làm cuộc đảo chính, ép cẳng Pháp. Ngay trong đêm đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương mở rộng quyết định phát động một cao trào cách mạng làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa. Thay đổi các hình thức tuyên truyền, cổ động, tổ chức và đấu tranh cho thích hợp. Ngày 12 tháng 3 năm 1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Tháng 4 năm 1945, Trung ương triệu tập Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân. Ngày 16 tháng 4 năm 1945, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị tổ chức các ủy ban dân tộc giải phóng các cấp và chuẩn bị thành lập Ủy ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam, tức Chính phủ Lâm thời Cách mạng Việt Nam. Tháng 4 trở đi, cao trào kháng Nhật diễn ra mạnh mẽ. Tháng 5 năm 1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về Tuyên Quang. Bác Hồ chọn Tân Trào làm căn cứ chỉ đạo cách mạng và chuẩn bị Đại hội Quốc dân. Ngày 4 tháng 6 năm 1945, khu giải phóng Việt Bắc được thành lập, trở thành căn cứ địa của cả nước. Tháng 8 năm 1945, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào, Tuyên Quang khẳng định cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới và quyết định phát động toàn dân khởi nghĩa, giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai trước khi quân đồng minh vào Đông Dương, đề ra 3 nguyên tắc bảo đảm tổng khởi nghĩa thắng lợi, đó là tập trung, thống nhất, kịp thời. 23 giờ ngày 13 tháng 8 năm 1945, Ủy ban khởi nghĩa ra quân lệnh số 1, hiệu triệu toàn dân tổng khởi nghĩa. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, thông qua lệnh tổng khởi nghĩa, quyết định quốc kỳ nền đỏ, ở giữa có sao vàng năm cánh và chọn bài Tiến quân ca làm quốc ca. Để lãnh đạo cuộc cách mạng dân tộc giải phóng giành thắng lợi, Quốc dân Đại hội quyết định thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng Trung ương, tức Chính phủ Lâm thời, do đồng chí Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi nhân dân cả nước tổng khởi nghĩa, trong đó ghi rõ: giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng lên, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Cùng với quân lệnh số 1, lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát đi như lời hiệu triệu, nhanh chóng, kịp thời, kêu gọi nhân dân cả nước chớp thời cơ đứng lên khởi nghĩa, giành lấy chính quyền. Cùng ngày 16 tháng 8 năm 1945, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy một đơn vị giải phóng tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên, mở đầu cuộc tổng khởi nghĩa. Sáng ngày 19 tháng 8 năm 1945, Hà Nội đỏ rực màu cờ, hàng chục vạn người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận kéo về quảng trường nhà hát lớn. Cuộc meeting lớn chưa từng có của quần chúng cách mạng đã diễn ra, trở thành cuộc biểu tình vũ trang do Mặt trận Việt Minh tổ chức, kêu gọi nhân dân đứng lên giành chính quyền. Sau đó, cuộc biểu tình đánh chiếm các công sở của địch, cuộc khởi nghĩa Hà Nội thắng lợi đã cổ vũ tinh thần nhân dân cả nước, làm cho kẻ thù hoang mang. Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8, cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra, giành được thắng lợi ở nông thôn, đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và ở các thị xã Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam. Ngày 19 tháng 8, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23 tháng 8, khởi nghĩa giành thắng lợi ở Huế và ở Bắc Cạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu. Ngày 25 tháng 8, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn, Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre. Ở Côn Đảo, Đảng bộ nhà tù Côn Đảo đã lãnh đạo các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm nổi dậy giành chính quyền. Ngày 28 tháng 8, Đồng Nai Thượng và Hà Tiên là địa phương cuối cùng trong cả nước giành chính quyền. Ngày 30 tháng 8 năm 1945, trước sự chứng kiến của hàng vạn đồng bào Thừa Thiên Huế, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, chấm dứt chế độ phong kiến tại Việt Nam.
Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc tuyên ngôn độc lập, công bố với toàn thể quốc dân và nhân dân thế giới rằng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã ra đời. Tuyên ngôn độc lập là văn bản pháp lý quan trọng đầu tiên khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, khẳng định quyền tự do, độc lập của nhân dân ta trước toàn thế giới. Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do. Bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được. Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Từ đó, ngày 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của nước ta. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của dân tộc ta, của đất nước ta. Thắng lợi này đã chính thức chấm dứt ách đô hộ hơn 80 năm của thực dân Pháp đối với nước ta, mở ra kỷ nguyên độc lập, lần đầu tiên tên nước Việt Nam có trên bản đồ thế giới với tư cách và vị thế của một quốc gia, dân tộc độc lập, có chủ quyền. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, lịch sử dân tộc ta có nhiều thời kỳ rất vẻ vang, nhưng trước ngày cách mạng tháng 8, dân tộc ta đã phải trải qua gần một thế kỷ vô cùng tủi nhục. Trên địa đồ thế giới, tên nước ta đã bị xóa nhòa dưới bốn chữ Đông Dương thuộc Pháp. Thực dân Pháp gọi đồng bào ta là lũ Annamit dơ bẩn. Thiên hạ gọi chúng ta là vong quốc nô. Cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, nhân dân ta tự làm chủ vận mạng của mình. Tên tuổi của nước ta lại lừng lẫy khắp năm châu, bốn biển. Cách mạng tháng 8 cũng đã trở thành nguồn động viên to lớn để nhiều dân tộc thuộc địa đứng lên giành độc lập. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người dân của một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Các bạn vừa xem xong video, hãy cho tôi biết suy nghĩ của các bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn nghĩ gì qua video này? Nếu thích thì hãy like, share. Đừng quên đăng ký EG Sử và bấm chuông để không bỏ qua những nội dung thú vị tiếp theo nhé!